lúc này khi các bạn về tham quan ở Tri Tôn An Giang thì các bạn chưa nên bỏ qua việc đi viếng thăm ngôi chùa Tạp Bà. Chùa Tạp Bà là ngôi chùa của đồng bào người Khmer. Đây là một ngôi chùa đẹp nhất của huyện Tri Tôn. Ngôi chùa được xây cất trên ngọn đồi có cùng tên, đó là đồi Tạp Bà. Từ ngôi này các bạn có thể nhìn xuống đây là Tri Tôn. Đây là chùa Tạp Bà nha mọi người. Chân núi. Chùa có một tượng Phật rất to. Đây là ngôi chùa Tạp Bà mới. Mới ở đây có nghĩa là được xây dựng lại. Còn ngôi chùa cũ thì nhỏ, rất nhỏ. Nhưng bây giờ thì đã được xây dựng lại thành một quần thể chùa rất là đẹp. Đây là ngôi chùa Mang Con. Hướng sang sang trên cái chùa của năm chục. Cái chùa Tạp Bà như trên núi, chùa Mang Con thì nằm ở dưới đồng bằng. Chùa được xây trên đỉnh đồi Tạp Bà ở độ cao khoảng 30 mét. Ngôi chùa Tạp Bà thì cũng như các ngôi chùa khác là được xây dựng theo kiến trúc chùa của người đồng bào Khmer. Ate rin men. Rin o eta. Ngay mon ba. Lang ai mon lo ka mal lo. Ngay đứa này có những đề đặt 7 lần.
phi chính để sống. Nếu các bạn vào Tito nhập mùa mưa, có nghĩa là mùa mà bà con người ta trồng lúa, bởi vì khu vực ruộng ở quanh chùa này chỉ làm được một vụ, đó là làm vụ lúa vào mùa mưa, có nghĩa là từ tháng 7 dương lịch, thì các bạn sẽ thấy hoàn cảnh ruộng lúa ở dưới chân chùa rất là đẹp.
với cái tấm lòng mọi người nhìn thấy mất đẹp cái hình phật tử nó cũng nằm ở trên này thôi. Cũng từ ngôi chùa này mà các bạn có thể đi qua bên Hồ Thập Bát. Có ở Hồ Thập Bát thì nó có một cái hồ mà do xưa kia người ta khai thác đá, nó thành một cái hồ, nó có một cái lõm trên núi, người ta đào lấy đá là nó có cái lõm sâu, qua năm tháng thì nước mưa đọng lại thành cái hồ, người ta gọi là Hồ Tà Bạ hoặc là hồ trên núi Tà Bạ. Nơi đây thì rất là hoang sơ, các bạn có thể đến đây để chụp hình. Ngoài ra thì cũng từ trên đồi Hồ Tà Bạ này các bạn có thể nhìn xuống cánh đồng ở phía dưới rất là đẹp, và nhìn ra về hướng núi Cô Tô, có nghĩa là khi các bạn đứng trên Hồ Tập Bạ và các bạn nhìn xuống cánh đồng, đó là cánh đồng sẽ chết, mà phía xa xa bên kia có một cái dãy núi lớn, đó là núi Cô Tô. Quanh khu vực này thì các bạn có thể đi tham quan được Hồ Sa Chết. Hồ Sa Chết là nằm ở sâu phía trong kẹt giữa đồi Tà Bạ và núi Cô Tô. Trong đó là cái hồ được nhà nước dựng lên để giữ nước lại trong việc chống đổi cái gì chống thay đổi khí hậu. Thì hiện nay trong phía trong kẹt giữa núi Cô Tô và núi ở dưới đồi Tà Bạ có một cái hồ, cái giữa hai cái núi này ta kêu bằng kẹt Càng Đước. Nếu các bạn biết đường hoặc là hỏi thăm đường thì các bạn có thể chạy hết đoạn đường của cái đập. Có con đường mòn chạy dưới, chạy vô trong núi, thì con đường mòn đó nó chạy ngang những cái rừng xoài. Thì các bạn có thể luồn trong cái đường mòn đó, các bạn có thể chạy qua tới chùa Cô 11, và theo đường của chùa Cô 11 các bạn sẽ đi ra lại ngay hồ Suối Vàng hoặc là khu du lịch Suối Vàng.
ở nơi đây có con đường để lên ở trên trên núi Cô Tô. Tại đây có con đường để đi bằng xe gắn máy lên đỉnh núi Cô Tô, nhưng mà các bạn nên thuê xe ôm chở các bạn lên, bởi vì con đường lên đỉnh núi thì dốc khá là cao, nên xe mà không được độ lại thì cũng khó chạy lên trên trên núi này được. Vì vậy các bạn có thể hỏi họ thuê xe ôm để xe ôm chở các bạn lên trên đó. Trên đỉnh núi Cô Tô thì cũng có nhà dân ở trên đó và có phục vụ nơi ăn chỗ nghỉ cho các bạn đi tham quan hoặc là bà con đi hành hương trên núi. Ở đây thì cũng có nhiều đoàn du lịch ở các nơi, các huyện khác đến để đi lên núi này hành hương. Đây là khu vực du lịch Suối Vàn. Tại đây cũng có một cái hồ nước ngọt rất lớn. Thì trong clip này là tôi quay đặc biệt là quay về ngôi chùa Tạp Bà để các bạn xem. Và nếu các bạn thấy đẹp và thích thì các bạn khi ghé vào thì tôi các bạn lên đây tham quan và chụp hình nha. Chúc các bạn vui vẻ. Từ ngôi chùa Tạp Bà này các bạn có thể đi qua bên hồ Tạp Bà. Hồ Tạp Bà nó nằm ở phía sau chùa này, nhưng mà nó vẫn ở trên ngọn đồi Tạp Bà. Hồ Tạp Bà là thời gian gần đây thì cũng được biết đến rất nhiều. Các bạn có thể tra cứu xem clip Hồ Tạp Bà ở trên kênh Nét Đẹp Quê Hương này. Tôi cũng quay Hồ Tạp Bà khá nhiều. Để đi từ chùa Tạp Bà này đi qua bên Hồ Tạp Bà thì các bạn phải đi vòng xuống trở lại ở lưng chừng chỗ gần cái nghĩa địa thì có hình một ông chằn chỉ qua. Có con đường mòn, các bạn tới nửa lưng chừng có con đường mòn đường đất, các bạn quẹo qua con đường đất đó đi thẳng vô, các bạn sẽ thấy có cái anten đó là cái đài phát thanh của huyện Tri Tôn. Khi đi thẳng vô tới cái ngã ba đường đất ở phía trong, các bạn quẹo tay nha, rẽ bên tay trái theo con đường mòn đó, các bạn chạy vô khoảng 200m, 200-300m, các bạn sẽ thấy một khu bên tay phải là một khu đất trống có nhiều tảng đá, đó là khu Hồ Tạp Bà. Còn phía bên trái thì các bạn sẽ nhìn xuống thấy nguyên cánh đồng mênh mông ở phía bên ở dưới chân núi. Đó là cánh đồng Sơ Chét. Ngay ở dưới chân núi này cũng có một con đường nhựa, nó chạy vô tuốt phía trong, đó là vô trong hồ Sơ Chét. Ở phía trong có một cái đập nước gọi là đập Sơ Chét. Từ khu vực này các bạn có thể tham quan nhiều chỗ. Trước tiên thí dụ như là chùa Tạp Bà, xong rồi hồ Tạp Bà. Các bạn dòng xuống dưới chân núi có con đường nhựa,
các bạn chạy vô tuốt phía trong đó là các bạn sẽ gặp cái hồ Sa Chết. Cái hồ Sa Chết là một cái đập nước mà chính phủ Việt Nam xây dựng lên để giữ nước lại trong điều kiện biến đổi khí hậu, để giữ nước lại cho cái khu vực này được mát mẻ vào mùa khô.